được không ạ? Bá đạo ha. Đại ca nữa nha mọi người. Ui hết nói không, cái nó phanh. Quá đẹp, làm đẹp hết sức đẹp. Rồi mình chào tất cả mọi người luôn nha. Hôm nay mình đi giao lưu, mình xuống giao lưu dàn bảy của thằng Phương em nè. Chào bạn nhé. Mình xuống trễ á mọi người. Đây nè, xuống trễ nha, là ở ngoài đường đi là thăm Đó, tước con đại ca rồi nè. Con này cũng bự chứ không có nhỏ đâu nha. Đó, mở ra luôn, hồi bắt luôn cho mọi người xem. Đây mình xuống trễ, hẹn rồi nhưng mà mình xuống không kịp, mới thăm mấy cái là vô rồi nha mọi người. Đó đây nè. Giờ cái bẫy cũng như là này, bẫy mấy cái thứ cái tư bãi đi. bãi thứ tư đi. Cái này là cái bãi khổng lồ đấy mọi người, Mày không lộ. hết dàn bãi luôn, có cái khổng lồ nhất luôn. Này mình vô đây là mình nói chuyện mình la làng luôn á. Quay hết cái địa hình cho mọi người xem luôn. Đây là đảo không à. Vô đây tôi sầu tôi cài nha. Hả? Ông ngoại này nè, em vô đây. Rồi, xa dữ vậy hả? Ôi, giống bãi cực kỳ luôn á. Giấu vậy rồi sao bãi tạc kiếm được trời. Ở tổng mình không có vô được nha mọi người, xa lắm, tuốt có tổng á. Để coi thăm có rồi tới phải không. Rồi cái này không dính nha mọi người. Giờ bắt con đại ca ra luôn nha mọi người. Có anh Ê, nó quay đầu à. mày bắt về rồi chứ, không có em kinh gì nhà nè. Dạ. Đây. Chơi kỳ chưa xuống thì thăm tướng. Ê ơi, sao có đi. Dạ. Đây. Ngoài ra đó. Ngoan ghê không? Đó, túm ở đây nè, nơi nào đạp đâu, nó lại đạp túm vậy cái nè. Con này nhiêu? Con nó chắc 6-7 lạng. Không có dây nó mà ghê chứ. Con dây nữa hả? Trời ơi. Nó kẽm cột rồi hả? Đây nè. Trời ơi con dây. Đây kia lấy về chú nha. Ngồi á, ngồi lại Đừng lấy hô hành. về Hết nói rồi. Hô hành gì nó là không vô nhất. chú. Nó xém xém mà. Xém gì, hô hành ấy lạng. Còn con dây kìa. Bây giờ ghê không? Đó, giờ được bạch. Con cái cây một vậy đó hả? Ừ, cây một à. Cũng bá đạo quá ha. Đây. Ui, đưa. Đưa. Gà đó. Để chui ra luôn. Ừ. Đã không rồi. rồi. Quá sướng. Cái ông nội vui luôn. Con chơi chuối không vậy đó hả? Đó nó cây nhà lá vườn đi ta. Đi tới đâu có gì chuối tới đó hả? Nay kiếm chừng 3 con vậy thôi, đủ rồi. Hết chứ hả? Rồi thôi để hồi tới 7 mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, đây con cái nha mọi người. Địa hình này ghê quá. Mới chuyến đầu thăm nha, không biết bẫy nằm đâu luôn mọi người ơi. Cái này mới đặt không rồi nha mọi người. Có gì không? Ôi, bẫy tống lỏng anh ơi. Chưa biết là trong khi nằm khúc kia sao. Có một con rồi, nó kẹt đầu chết không rồi. Hả? Ừ. Trời ơi, trời kẹt đầu. Đâu cái bẫy chỗ nào? Đó, cái lỗ đó thấy không? Này hả? Đó, đi cái lỗ bên kia. Đừng đâu? Còn. Hôm nay ai vô trong đây?
Có ong không đây? Không có. Có gì không đây? Dính hữu hành em ơi, hành nhỏ. Nhỏ. Để lại luôn đi. Đó không? Để coi coi. Ôi ơi. Trời ơi con này. Chuột cắn chết luôn. Vậy là mới thấy bò mà. Ủa? Chết luôn rồi. Ôi chết luôn rồi. Trời ơi vậy. Chết queo. Cái kỳ vậy? Sao đây hành nhỏ không vậy? Thử gì thăm luôn chứ thử gì nữa. Thảo kìa. Trời chết queo rồi, còn xương không nè. Trời ơi. Kẹt đầu chết hả? Ừ. Này đặt dính liền luôn hay gì? Dính liền luôn, chết luôn. Rồi bên đó ngon quá trời ngon. Bên đó đặt mấy cái? Không có đặt luôn, chưa thấy. Trời ơi. Bởi vậy. Nè, bữa em xách thêm mấy cái chiếc cua đặt đã. Rồi, tiếp tục đây con cái nha mọi người. Gì vậy? Gì nó né vậy? Cái tình hình nó còn không? Bên ngoài dòm vô thấy luôn hay gì? Sao em? Đó, nó nghiêng bẫy rồi, nó có cứt đó nha. Ừ. Nè, con quay vô. Nghiêng bẫy có cứt rồi đó. Móc ra đi, móc ra đi. Đâu dữ vậy? Đâu tuốt cái đổng như vậy? Ờ, đặt vậy nhưng mà nó còn mất. Còn gì? Này không hành hết chứ. Đại ca. Đại ca hả? Đại vui. Nó vừa quậy ta. Nó sẽ cứt cái không hành ta. Nè. Thiên giang nè. Cái chừng nó vô nó ăn. Bự không? Nó cứ ịnh luôn. Còn cả này. Cỡ này hả? Trời ơi. Nó gì chuối được không ạ? À? Bá đạo ha. Ừ. Đại ca nữa nha mọi người. Ui. Hết nói không? Cái nó phanh. Ừ. Quá đẹp. Làm đẹp hết sức đẹp. Nó đang thui. Đại ca thứ hai nha mọi người. Vô còn vô lâu. Con lưỡng đã hết sức không? Lưỡng rồi. Con này không trầy không gì hết. Quá đẹp. Quá tưng nó phán của này dính đại ca thiệt, y chang. Cái hình này đại ca chứ nó. Cái đó em cột sát xuống rồi hái. Mà dính đại ca cái này nên không có gắn hoa hành à? Có chứ. Đó em đạp em cột sát xuống luôn. Hoa hành ớt chạy, nó trốn á. Bởi vậy em đâu có dám đặt mấy cái lùm gặm. Em đặt ngoài tống tống ngoài á. Ừ. Kiếm hoa hành. Kiếm đại ca đi, kiếm hoa hành làm gì. Hoa hành lúc gầy ngon lành gì đâu, hoa hành. Giờ mình bắt ra nha mọi người. Em tưởng đâu con hồ hành nữa chứ. Rồi tiếp tục đây con cái nữa nha mọi người. Đường khó đi quá. Mình quay có gung có lắc gì mọi người xem thông cảm giùm nha. Cái này dính chuột chà bá luôn. Sao kỳ vậy? Hả? Chưa thăm mà cứ dính chuột chà bá rồi. Dạ. Đi luôn á. Đặt ngay thăm kiếm đầu nên không có gành đường nha mọi người. Sao? Đây đây. Một cục nữa không? Một cục nữa không? Theo anh nghĩ sao? Thấy có một chuột rồi đó. Ờ thấy chuột rồi ngon rồi. Nặng không? Rồi, chụp chụp queo. Trời ơi. Có gắn nó nữa anh ơi. Nó nữa hả? Ơi. Chết luôn. Sao vô mấy con này mà lại chết luôn hoài ta? Trời ơi. Nó nữa anh ơi. Không phải. Không hành anh ơi. Trời ơi.
Em thấy này á, mày lợp cho em tụi kìa tướng đó. Trời ơi, không hành. Trời ơi, hết biết Phương thiệt chứ. Không hành đó nha mọi người. Nói nữa anh ơi. Trời ơi. Nhất rồi. Nhất không, nhất không. Thầy dám nó không bánh ăn chuột. Nó vô ép chuột chết á. Ép chuột chết mọi người. Về qua. Nói nữa anh ơi. Tưởng nói nữa anh ơi kìa. Ui, trời ơi. Cái chưa đâu, chưa vô nhất đâu. Vô cứ. Mày vô. Nữa anh ơi. Thấy đen thui nè. Ừ. Nhìn cho thấy bóng lưỡng kìa. Nó ra đó, ngoan ghê không? Vô cũng lâu lắm rồi nè. Ừ. Khô queo luôn, gắn khô queo. Ừ. Đáng lẽ là thăm bữa hổm á chứ. Quá đã. Cục sốc. Rồi, để tới 7 mình quay tiếp mọi người xem nữa nha. Đây một cái nữa nha mọi người. Đầu ta không à. Vô gần tới 7 cái đầu ta. Tại mới đặt chuyến đầu thăm chuyến đầu rồi nó hơi lộng cộng mọi người ơi. Nó nữa không? Hả? Ừ, cái này ghê vậy. Đầu ta. Trời ơi. Đấy rồi. Thôi thôi. Sao? Nặng nặng không? Chưa. Sao quá hả? Đặng chi mà tuốt tông dữ vậy? Đang lẽ thăm bên kia kìa. Rồi nhẹ quá trời anh ơi. Nhẹ hả? À. Nhẹ nãy nhẹ mà dính còn giờ nhẹ nữa kìa. Có gì không? Có chuột luôn, dính chuột luôn rồi. Ừ. Có luôn. chuột bảy con mọi người ơi. Rồi cái này không dính nha mọi người. Ê sao cuốn? Rồi tiếp tục đây con cái nữa nha mọi người. Đây là con hành đại chứ gì. Ổn đặt đại. Đại luôn. Gì vậy? Đạp bảy. Rồi. Gì? Xong cái trước luôn. Chuột chạy sột quá. Hả? Thua. Em về cái này. Rồi tới 7 luôn nha mọi người. Đây nè, đặt dây luôn nè hả? Đặt dây đi nè mà không mất hả? Đặt dây nè. Không vô. Rồi không có luôn anh ơi, không lỏng rồi. Đó, chịu là. Nặng nặng. Nặng nặng anh. Đó, hồ hành đó, anh thấy cái đưa lưng rồi đó. Đó, nặng nặng nè, đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, vậy là. Chứ ngồi được 2 con nữa, giờ chứ này 2 nè. Hành nữa nha mọi người. Con này vô cũng khá lâu lắm rồi. Vậy mà có này ha. Ghê không? Có không? Em ra đi, em làm thăm cái này. Rồi đắng thăm cái đắng luôn đi. Ừ. Bảy kia đằng kia cái nữa nha mọi người. Tại đắng lội đi. Không à, rồi mình không có đi được. Ở đây giữ đồ. Rồi chuột đá ghê, vừa đặt luôn á mọi người. Nay thì mình tại mình hết chuột thì mình không có đi thăm, mình đi theo giao lưu với Phương nha mọi người. Rồi để hồi mình bắt xong bắt ra mình quay cho mọi người xem nha. Rồi Phương ra nó bắt dính còn đại ca nữa nha mọi người. Đại ca này, đại ca em bé đó. Bên nè con. Bên này ỉa nè, quá trời luôn mọi người. Vô lâu rồi đó. Lâu quá mới thăm. Rồi để hồi bắt sau nha mọi người. Để giờ bắt hổ hành ra đang đổi cái lợp. Vậy luôn hả? Trời dây luôn. Tút cái bạch ra luôn gì? Tút ra luôn à? Em tút ra luôn à? Đậu lúa dữ vậy ta? Hả? Nhầm gì đây, vô đây rồi đổ lúa. Trời ơi. Không bay đảo nha mọi người. Rồi con này bị trầy. Trời ơi. Trầy à. Bị thương rồi. Coi chừng cái bao kia ấy, coi chừng. Vô nó thấy cái bẫy tấm lỏng mà đâu có biết chín đó. Để bỏ con gắn này vô cái bắt con gắn kia ra luôn nha mọi người. Bắt đại ca nhỏ ra luôn nha mọi người.
đây 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 đây, đè xuống vậy nè, thấy chưa? Rồi. Một ô dưới một cái nữa đi, con lỗ dưới đi, đừng cho nó đừng có chung ở dưới kia. Bảy em làm nó bị cùi bắp quá nó đâu có tới nổi. Xưa nè, ra nè. Ra. Đó rồi, ra. Để coi, ra coi. Ê, nó chạy ngược lại. Ờ, đạp đầu nó lại. Tại túi lưới hơi bị nhỏ nha mọi người. Chưa hết con cuốn ra nè. Còn nó bóng lưỡng ha. Rồi tháo dây cho nó xuống luôn. Chưa đâu, nó thâm hết lần lợp này còn nữa. Đổi gió kiểu này nó chạy dữ lắm. Còn cái mười mấy, hai chục cái lần nếu mà thâm, chịu thâm á. Túm lại cái dây đi xuống đó đó. Túm đại ca luôn nè mọi người. Rồi luôn mười mấy cái nữa. Rồi để yến đi ra ba cái. Rồi tới 7 mình quay nè cho mọi người xem nha. Quá ngon rồi, nay về là ngon lắm luôn rồi nha. Ừ. Giờ đi tiếp tục nữa nha mọi người. Tới cái này luồng này mười mấy cái nè. Về làm nghỉ ngơi ngủ nghỉ là xong. Ủa này tới chưa? Tới 7 luôn chưa? Chưa hả? Rồi để tới 7 thì mình quay lại nha mọi người. Lại còn xa lắm. Tắm lỏng luôn. Lỏng luôn hả? Ừ, đó, rồi, vé này dính gì? Hành hả đại ca? Điểm này dế gì mà hành? Em nghĩ chắc dính chuột. Ừ. Chắc luôn á. Không, cái bẫy nào cũng chắc luôn là dính chuột á. Không thấy con chuột nó chạy anh ơi. Đó, nó chạy rồi. Không thấy nó chạy nặng nặng anh ơi. Gì vậy? Trời ơi. Gì vậy? Con hành. Con hành nhị mọi ơi. Ừ. Hành nha. Cọc cọc mà không thấy chuột nó chạy là nguy hiểm lắm mà. Ừ. Nguy hiểm gần gặp hả? Dính con hành đó nha mọi người. Sao hả? Rồi để bắt ra luôn nha mọi người. Giờ bắt gắn ra luôn nha mọi người. Giờ cái túc túc nó chui chui kìa. Chui không? Đó, cái bẫy này lụm neo rồi. Ai thấy lại nhận bà con em rồi. Mình lụm tên không định đó. À. Không tới nhì nữa. Con nó trầy nữa hay gì vậy? Ngang cổ nè. Dấu trầy cũ rồi. Bên kia, bên kia. Mấy bên kia. Ừ, bị sóc lưới. Đó không? Đó bị lưới á. Rồi thôi bỏ vô đi. Đi tiếp nè. Giờ bỏ gắn vô mình đi tiếp nha mọi người. Rồi, tới 7 nha mọi người. Trời ơi, mấy cái chỗ nó ngon không à. Nó ngon ngon vậy chứ lội gừng chết luôn mới tới cái 7 nha mọi người. Lũi vô tới cái 7 thở mà không nổi luôn rồi. Đầu ta nữa hả? Ủa? Thôi đặt đây không ta? Có nó đặt đây rồi, chuột nguyên rồi nó ấy rồi. Chuột nguyên luôn hả? Chuột nguyên. Nó nhảy mà nó chạy ra. Con hành hả? Nó nói khu này đại ca. Đi ra. Rồi, thôi, thôi. Rồi, bỏ dép lội luôn nè, chơi luôn nè. Ôi da, ôi da. Rồi bỏ dép quay theo quay mấy cái lợp này luôn mọi người. Nó mấy cái lợp ngon dữ lắm. Này mình đi mình không có mang ủng. Tụi chạy cái gọt hay gì vậy? Heo ơi, nó. Thấy chỗ không? Chột á. Vậy mà chạy dữ đó. Chột á, chột, chột. Ừ, chột. Chuột còn sống. Cái này không dính nha mọi người. Đi qua bển luôn. Khỏi mình khỏi cắt luôn. Chỗ nào. Lúng. Lội tới đây luôn nha mọi người. Bỏ dép chơi nó dưới nó luôn.
Vậy là nhiều lúc có anh em vô bình luận mà nói mình bó gắn vô nó thiệt chứ buồn dữ lắm luôn á nha. Tại vì mình đặt khi nó chạy chỗ tống nó cũng có gắn thì nó chạy thôi chứ. Không phải nó gặm rồi gắn nó mới ở đâu. Gắn ở mọi nơi nha mọi người. Gì nữa? Vậy. Nhất cho nó đã. Ừ. Nhất đâu không thấy, thấy không. Lỏng rồi. Mà không biết cái nó có cái chạy không. Không được chạy, chính à. Chính không? Không thấy chạy mà. Không thấy chuột chạy hả? Ừ. Để ca chứ gì. Phải không? Không thấy chạy là 1, 9, 2 chết. Chết rồi, chết rồi. Chết béo hả? Cái này không dính luôn nha mọi người. Rồi, tới 7 luôn nha mọi người. Lội tao đi cắt cỏ rồi chứ gì. Ấy da. Hả? Ừ. Nó làm cái khù cái tay té nhào nhào. Khù không? Rồi em đu lên tới ngay. Tới luôn hả? Tuốt luôn. Em chuột mà tới tuốt nè. Kỳ á. Rồi có. Có không? Còn chút nữa ấp máy rồi. Có. Thấy nó đúng lên nè. Thấy có tức nữa, tức nè. Ôi con nhỏ nó ăn mọi người đó. Ồ, ngăn chuột chính ha. Đừng hô hành nữa nha mọi người. Giờ là không dính. Thiệt tình luôn. Thiệt tình. Cái bẫy dinh chuột chết queo dinh heo. Bây giờ sao bắt ra? Để em bắt nó ra. Bắt ra đi anh cầm cho. Bắt ra cái gì vậy? Ngán rồi. Vậy luôn hả? Ừ. Đi xe lâu một chút. Ừ. Trời ơi. Giống yếu ớt đó ha. Đó, em có bắt vậy không nè. Làm chi mấy bảy ngàn chỗ cực dữ vậy ta. Anh thấy lại không? Em thấy lại rồi đó. Lại chỗ cái gì? Vậy chứ con gắn hổ vô chỗ cũng chết rồi. Còn gì nha. Ừ. Được gắn rồi nha mọi người. Gắn cái đuôi bị dị tật. À, để hồi tới 7 nữa rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nữa nha. Rồi tới 7 luôn nha mọi người. Có thằng lỏng luôn hả? Ở đây vậy? Ở đây nữa ngồi đó. Bơi quá tại tại. Còn không? Tôi kiếm 7 chứ làm gì? Bơi cái này còn ta? Có còn là có dính. Dính không? Sao? Có đây chuột chạy không? Chuột không chạy mà làm nghe cái chẹt 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 luôn. Mà bảy nhiêu hiều rồi, không lẽ chết chuột rồi. Sao? Nguyên anh ơi. Trời ơi. Ui, nó không dính nha mọi người. Đèn cái nữa nha mọi người. Lội hả? Dép lội luôn. Chơi luôn à. À dạ. Ôi. Miếng ốc. Miếng ốc quá trời luôn. Ôi. Ôi lúng chứ hả? Ôi. Trời ơi. Sao? Có không có không? Lội lội bạc gì mà không có nó buồn lắm mà. Anh thấy vậy mà để mà không có nữa thì ai cũng buồn luôn. Ừ. Nó đâu? Từng mất bảy luôn nữa nè, không thấy luôn nè. Ghê gì vậy? Nè. Gì á? Cái hổ nó kẹt đầu hay gì á? Đi ghê á? Thấy con lưỡng nè. Hổ hổ hành. Quay chân về rồi thấy hổ hổ hành. Hổ hành, hổ hành, sao không? Nó còn ngoài luôn kìa. Hổ hành. Ê, nó còn ngoài, nó chú cái đầu vô hay gì cưng ơi.
Nó chui đậu vô á. Nó chui đậu vô ngay chỗ ngăn chuột kìa. Tự sát. Chết luôn hả? Hai con luôn, con nè. Con ngoài đây. Trời ơi, con ngoài con trong. Rồi. Ôi, chuột em ấy đã bị đứt. Chết hết hai con. Con này còn sống mà nó khó chuột cắn. Cái này dính hai con luôn nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa nha mọi người. Cái này chắc nó dính đại ca nữa. Gì vậy? Mấy bò hả? Đừng gắn gáo gì. Đừng đen hả? Bay đạp luôn hả? Trời, tú đẳng hả? Nó té nhào nhào luôn. Ây da. Trời, ghê vậy. Ờ, có cứt đó, anh thấy rồi đó. Có cứt không? Có cứt rồi đó. Không có, phải không? Không phải hả? À, mà em nghe mùi hành á. Khui. Khui. Dạ hiểu luôn, ủa? Kỳ vậy? Trời ơi. Hành đó. Ôi, ôi, con rắn nè. Ôi, 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 nó vậy mà nó không kẹt đâu. Nó chui ra chui vô được, nó đâu kẹt đâu. Trời ơi, rắn. Hết nói luôn. 950 gram nó được ký. Ừ. Ôi, ôi. Giờ vô chuột thăm tiếp nha mọi người. Kéo này của chiến gọi Hằng Phương nó đi chơi á, qua bên thằng anh Văn Nguyễn á, xin được cái kéo đó đó. Xin dữ lắm anh Văn mới cho á. Anh ăn giải nghệ luôn rồi. Anh cho cái kéo nghề đó. Tiếp tục luôn nha mọi người. Cái bãi này hổng luôn nha, mệt quá nhét đại mọi người. Dính hồn rồi không biết luôn. Nhét đại luôn hả? Nhét đại luôn nè. Rồi. Vậy? Nhét đại là cái bãi nó không còn luôn. Kỳ, trong đây ai vô đây mà. Kiếm kỹ lại coi có lộn đâu không. Nhất đại đây, nhất đại bên kia đây. Nhất còn lá chuối nè. Mắt hả? Ở đây chắc thằng dính gắn anh làm mắt à. Nhất đại đó. À, trong đây có con cái nữa nha mọi người. Đâu rồi? Đi nhanh chứ à? Sao? Còn 7. Còn 7 hả? Dính không? Mà dính hay không không biết. Đã ghê mà. Sao đây? Tống lỏng luôn anh ơi. Rồi, cái này không dính luôn mọi người ơi. Rồi, đây có con cái nữa nha mọi người. Lũi vô ngay kiến vàng cắn quá thì cắn luôn. Đây hả? Cùng cái phèo đó, 7 đó. Cũng cái phèo lên cái đây coi. Đó dính con gì? Con đất. Rồi cái hôm đặt làm sao mà hôm đứng luôn rồi, mệt quá hay gì á. Mệt quá đặt luôn nè. Trời ơi, vậy mà dính luôn nữa hả? Ừ. Trời ơi, cái nè đặt cái lợp nè. Nó thấy chưa? Trời ơi, đặt cái lợp nghiêng luôn. Trời bá đạo luôn là trời, vậy mà hổ hành nó vô được. Anh đừng có quay. Nó xấu em bút nha. Trời ơi. Cái này đi chung mới biết nè nha mọi người. Trời ơi, nghĩ sao đặt lợp vậy đây trời. Đi mệt quá đặt. Trời ơi. Vậy cũng dính nữa. Gắn này chắc đấu dữ lắm đây nè. Trời ơi, trời, vậy cũng tướng vô được nữa. Đấy, vậy đặt vậy luôn nè, thấy không? Gầm gầm mênh mông không đặt, đặt vậy đó.
nè, mặt nè, mặt nè, đó. Rồi ở đặt cái lỗ. Rồi để hồi ra bắt sao nha mọi người. Quá tời luôn rồi. Bắt gắn ra luôn nha mọi người. Bắt gà đang vô chuột cái vô thăm trong đó luôn. Chui cái đầu nó. Bự mà sao kỳ vậy? Trời. Trời ơi. Tự thú hả? Chui vô lại vô luôn kìa. Coi chừng thấy chuột. Lấy chuột cái vô nó ăn luôn á. Rồi. Con gắn xấu số nhất năm. Trời ơi. Đặt cái lợp. Đừng có nói xấu mày nhỏ. Đặt cái lợp vậy mà cũng vô nó thiệt chứ. Bởi nó có gắn là đặt cái lợp kiểu nào nó cũng vô nha mọi người. Dục vô nó là dính à. Đặt cái lợp xấu số nhất năm luôn. Rồi, để vô chuột đặt lại ý vô chuột cái đi thăm tiếp nha mọi người. Rồi. Nó mệt. Còn đây có con cái nha mọi người. Có ủng lội khỏe ghê, mình không có ủng mình lội. Anh. Có cứt hả? Con gì? Một em hành anh ơi. Hành hả? Một em hành luôn. Chuột bỏ ngoài kia luôn mà bay vô. Chí xa vô hai đi. Dính hành nha mọi người. Ngon. Rồi, tự nhiên lội từ đó qua đây giờ đi ra đây là sao? Ra ngoài hành bắt sao nha mọi người. Rồi, giờ bắt ngắn ra luôn nha mọi người. Nó cạch cạch nè. Ờ, tốt gì không? Tốt gì tự ra gì tốt. Nhỏ nhỏ không? Nhỏ nhỏ không? Thấy chứ một túi lưới rồi nha mọi người. Ơi. Còn mấy cái thăm luôn gì ha? Ừ. Thăm luôn đi. Còn mấy cái nữa thăm đi chứ bỏ làm gì? Còn chuột đây để làm gì? Mà đuối dữ lắm bà, đuối đuối. Rồi để tới 7 thì mình quay tiếp nha mọi người, còn 3 4 cái nữa đó. 3 cái hả? 4 cái nữa. 4 cái nữa. Rồi, tiếp tục đây con cái nha mọi người. Đó là 7 luôn rồi ta. Ủa hả, lật bẫy hay là đặt y như kiểu sớm? Lật bẫy. Hai thăm hay là chuột phá. Chuột còn nguyên nè. Lật bẫy chuột chất veo. Lật tìm ra. Rồi, cái này không dính nha mọi người. Đây có một cái nữa mọi người ơi. Sát bên luôn rồi, mới nói. Cũng không có luôn hả? Cũng không có luôn. Mọi người nó bóng lưỡng luôn anh, chứ không ăn có. Cái gì? Bóng lưỡng luôn. Đại ca hay gì? Trời ơi, đúng đại ca nữa. Thì là cái này dính nha mọi người. Tưởng nó không có mà ai vậy? Bự không? Xém nhất à. Đặt một chi mà sâu quá trời. Con này mà xém nhất gì? Con này dư nhất chứ xém gì cưng? Dư nhất rồi hả? Dư. Con này dư chắc. Đó là thì cuối một cái nữa rồi mình về. Rồi còn có một cái nữa nha mọi người. Còn tú với mấy kinh dưới đó là một cái nữa đó. Hồi ra hai chiếc xe mất tiêu luôn là hiểu rồi đó. Không có, anh này không có mất ra anh. Rồi thôi để bắt gắn cái mình đặt lại cái rồi xuống dưới thăm cái cuối cùng luôn nha mọi người. Rồi, tiếp tục ở đây mình có một cái cuối cùng luôn nha mọi người. Mất 7 hả? Sao à? Không đi trên đây nè, lỗi dưới đó vậy. Mất không? Mất hả còn? Còn dính không? Hả? Con gì chết? Luôn xui rồi. Rồi cái cuối cùng chết gắn luôn nha mọi người. Rồi để hồi đi ra ngoài mình tổng kết số gắn cho mọi người xem luôn ngày hôm nay của
em Phương đó nha. Rồi mình giờ hôm nay là không phải về tới nhà nha mọi người, bây giờ là ghé quán nước nghỉ mệt nè. Giờ về tới đây mình tổng kết số gắn luôn ngày nay nè, là ba đại ca nha mọi người, ba con này chắc cũng em 2 kg ba con. Con này kệ nó đi, hôm nay khoảng chừng hơn 4 kg. Thì tổng cộng này khoảng chừng 6 kg ngọt sớt nha mọi người, 6 kg mấy, ba mấy cái bảy đó nha. Hôm nay mình giao lưu với em nó túng vậy là cũng vui cho nó rồi, về nó cũng ngon rồi, sớm giờ cười te tát rồi, nó về tới đây luôn rồi còn mấy chuột rồi, hết luôn rồi. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Mọi người xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi Phương ơi, chào mọi người cái Phương ơi. Chào mọi người luôn. Mình chào tất cả mọi người trong clip sau nha. Mình chào mọi người luôn nha.